nụ cười và nước mắt của thí sinh ở đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam. Từ 56 thí sinh, sau 2 vòng thi áo dài và trang phục dạ hội, 45 thí sinh nhận chiếc vé đi tiếp vào phần thi áo tắm. Đó là khoảnh khắc nín thở đầu tiên của các thí sinh. Lê Minh Anh, cô gái Hà Nội, là thí sinh đầu tiên biết mình lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô chính là người giành chiến thắng trong phần bình chọn trên hệ thống Bivote và giành giải thí sinh được yêu thích nhất. Giây phút MC Nguyên Khang sướng tên Minh Anh là khoảnh khắc nín thở thứ hai của đêm chung khảo. Xong, hồi hộp nhất chính là phần công bố danh sách 35 thí sinh đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022. Hội trường nhà thi đấu Phú Thọ và chắc là cả đông đảo khán giả đang theo dõi cuộc thi qua mạng livestream có những giây phút lặng đi khi MC công bố chỉ còn 5 rồi 2 cái tên đi tiếp vào chung kết. Tan cuộc, tôi đi vào phòng thay đồ của thí sinh, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của những cô gái không may mắn đêm nay. Họ đã phải dừng bước tại cuộc chơi này. Tôi cũng nhìn thấy cả những cái ôm động viên, những bàn tay mảnh dẻ chấm nước mắt của những cô gái khác dành cho bạn mình. Trên sân khấu cuộc thi, họ là những đối thủ, hẳn rồi, nhưng ngoài đời, họ thật sự là những người bạn gắn bó, hồn nhiên qua bao nỗ lực cho thành công của cuộc thi. Tin rằng những giọt nước mắt cũng không lấn át được những ký ức tuyệt đẹp của những ngày sôi nổi vừa qua. Các cô gái đã nỗ lực hết mình và vì thế, thanh xuân đáng nhớ sẽ mãi ở trong tâm hồn thiếu nữ. Đó cũng chính là tâm nguyện của những nhà tổ chức sau bao công phu để làm nên một sân chơi hấp dẫn dành cho tuổi trẻ.